Ok và hai xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với clip tiếp theo của mình vô. Ngày hôm nay mình sẽ làm mình clip ốc bu nướng nha các bạn. Đây là tô ốc bu của bọn mình nè. Ốc bu nướng nước mắm nha. Đây là ốc bu. Do ở mình là không phải xong nên không có bắt được các bạn. Bắt là phải đợi ngâm về nước vô. Ok các bạn, rồi mình sẽ nhóm củi nha các bạn. Ok các bạn, giờ mình sẽ đổ nước mắm ra để nướng ốc nha các bạn. Ai mà quay vậy? Ở đây nha các bạn, giờ mình bỏ ốc lên nha các bạn. Chỗ mình đang mua nên bỏ lên để tiết kiệm thời gian nha các bạn. Không biết cái dĩa của mình có đủ hết luôn không nha các bạn. Rồi giờ mình đổ nước mắm vô nha các bạn. Mưa to lên rồi nha các bạn. Mưa người nặng thì khô thôi. Phải khô thắng bằng cái thời gian. Tôi còn nhớ ngày con đi mưa đang ra nặng rồi. Nãy giờ nấp đâu đi mày mày lấy mày biển nữa ra nha các bạn. Nãy bà chủ quán bà chơi sắt bà không có bỏ tâm cho bọn mình. Nóng không mưa lại lên nữa rồi. Bên kia thì nắng nha. Đấy nóng lắm nha các bạn. Tới nè, nắng nè, bên này á mưa nè. Buồn thiệt chứ. Buồn lắm em ơi. Ăn nhớ lấy cái phần kem kem của nó ra nha các bạn. Đó nè. Mời các bạn nha. Nấu hoặc là có cây cũng mắm gừng nha các bạn. Bay mùi gừng nữa. Phần nó cái màu kem nó ăn được nhưng mà ăn vô dễ bị đau bụng lắm các bạn. Rau răm thì nó cay, nó chát. Còn cái rau
lâu gì đây nè các bạn. Nó ngọt mà nó thơm.